Chiều nay, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng Ngô Thị Kim Yến đã đi kiểm tra một số điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 trên địa bàn thành phố. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng Ngô Thị Kim Yến đã đến kiểm tra các điểm thi đặt tại trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Nguyễn Khuyến và Trung học phổ thông Nguyễn Văn Thoại. Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay, thành phố đã thành lập 28 điểm thi chính thức với 532 phòng thi, 41 phòng chờ, 56 phòng dự phòng. Ngoài các điểm thi chính thức, Đà Nẵng có 2 điểm thi dự phòng. Qua kiểm tra công tác bảo mật các phòng thi, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố đề nghị các hội đồng thi tiếp tục hoàn thiện các nội dung chuẩn bị theo kế hoạch đã đề ra, tập trung cao độ, tuyệt đối không chủ quan. Thì qua chiều hôm nay đi kiểm tra một số điểm thi thì chúng tôi cũng rất là yên tâm với cái sự phối hợp và của các cái trưởng điểm và sự chỉ đạo của Sở Giáo dục và cái cơ quan thường trực mà được Ủy ban Nhân dân thành phố giao. Thì các công tác chuẩn bị đã cơ bản và rất là tốt. Đánh giá cao công tác chuẩn bị của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố, các hội đồng thi, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng yêu cầu ngành giáo dục cần tiếp tục rà soát các phương án đảm bảo các điều kiện phòng dịch, thực hiện nghiêm các quy chế thi. Quan trọng nhất là làm thế nào chúng ta quản lý được cái đề thi một cách tốt nhất và cái trong quá trình thi thì các em cũng đảm bảo thực hiện tốt nhất cái quy chế của kỳ thi. Thì khi đi kiểm tra thì cũng có một số các cái nội dung mà chúng tôi cũng đã có cái trao đổi và bàn với cái trưởng điểm để có thể có những cái hoạt động và những cái điểm nó tốt nhất có thể. Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 diễn ra trong 2 ngày, ngày 7 và ngày 8 tháng 7. Thành phố Đà Nẵng có 12.716 thí sinh đăng ký tham dự. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố tin tưởng kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông tại Đà Nẵng sẽ được tổ chức thành công tốt đẹp, an toàn. Ngày mai, ngày 6 tháng 7, các thí sinh sẽ có mặt tại các điểm thi để làm thủ tục dự thi.